giặt xanh, xoáy bay 100% vết bẩn, loại bỏ mùi hôi và vi khuẩn. Bột giặt Omo xoáy bay vết bẩn, loại bỏ mùi hôi và vi khuẩn. Ngay giặt máy sạch toàn diện, ít cặn với bột giặt Omo mà tích động đặc. Mấy vết ố khó chùi ghê. Chất tẩy thường không thể làm sạch vết ố nơi vi khuẩn trú ngụ, dễ lây lan và gây bệnh cho cả nhà. Vim tẩy sạch vết ố vàng khó chịu và diệt khuẩn hiệu quả gấp 10 lần so với bột giặt. Vim diệt vi khuẩn, tẩy sạch ố vàng. 23 triệu học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng trực tiếp sau một năm phải khai giảng trực tuyến vì dịch bệnh. Lũ ống bất ngờ xuất hiện ở Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại lớn cho tài sản hoa màu của người dân. Thảm sát bằng dao ở Canada vào đêm qua khiến ít nhất 10 người chết và 15 người khác bị thương. Hãng Kia tăng giá từ 10 đến 40 triệu đồng với hàng loạt các mẫu xe. Đây là lần tăng thứ 3 trong năm. Vừa rồi là một số những thông tin quan trọng sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Kính chào quý vị khán giả, tôi là Thùy Dương của VTC14 và ngay bây giờ sẽ là một số những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cảnh sát Canada cho biết đã có 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương tại thành phố Saskatoon, tỉnh Saskatchewan ở Canada do hai người đàn ông thực hiện vào sáng ngày 4 tháng 9 theo giờ Canada. Điều đáng nói là Canada